Tấn Khoa và Diễm Loan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công dân Công đoàn số phát sóng ngày 3 tháng 5 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, tháng 5, tháng công nhân, đây là đợt cao điểm mà các cấp công đoàn tập trung chăm lo cho đoàn viên người lao động, vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những tin tức nổi bật chào mừng tháng công nhân lần thứ 14 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 sẽ có trong chuyên mục Theo dòng sự kiện. Mời quý vị cùng theo dõi. Nữ công nhân viên chức lao động mong có chỗ ở đạt chuẩn, an toàn. Chăm lo cho công nhân dân tộc thiểu số. Đoàn viên công đoàn, người lao động Bến Thành Group được tầm soát sức khỏe. Ra mắt nghiệp đoàn giúp việc gia đình. Ra mắt điểm phúc lợi đoàn viên tại quận 7. Sáng 24 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân viên chức lao động với chủ đề Chính sách an sinh xã hội nhà ở cho công nhân viên chức lao động. Chủ trì hội nghị là các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức với sự tham dự của 100 cử tri nữ công nhân viên chức lao động đại diện cho các ngành nghề lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Ngoài ra có hơn 400 nữ công nhân viên chức người lao động tham dự chương trình trực tuyến tại 4 điểm cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận 12, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, phần lớn ý kiến nữ cử tri đề cập đến nhà ở xã hội, nhà cho thuê dành cho công nhân viên chức người lao động. Nhiều công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân lao động, còn nêu những khó khăn của việc gửi con ngoài giờ để tăng ca, việc nghỉ ngơi tái tạo sức lao động sau khi bị Covid-19, nhu cầu sân chơi cho nữ công nhân viên chức lao động, chế độ chính sách đối với nữ công nhân viên chức làm nhiệm vụ, công việc không chuyên trách. Đề xuất của công đoàn thành phố đó đối với cái nhóm nhà cho người lao động thuê á, là thứ nhất á, là cái nhóm mà thuê mua thì chính sách để cho các cái doanh nghiệp người ta được tham gia cái thị trường này, và cái chính sách cho vay, vay từ cái nguồn của các ngân hàng, vay từ nguồn của chính các cái doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động được tiếp cận. Cái thứ hai là cái nhà ở, nhà trọ, thì những người lao động nghèo thì sử dụng cái dịch vụ nhà trọ rất là nhiều, thì dưới 1,5 triệu, nhưng hầu hết thì cái chất lượng nhà trọ nó không cao, điều kiện tại địa bàn nó cũng rất là thấp và không đủ chỗ để chăm lo cho con của người lao động, hoặc là các cái vấn đề về tai nạn thương tích, bạo hành gia đình, rồi bạo hành đối với các trẻ, hoặc là các cái xâm phạm khác. Do đó cái đề xuất của Liên đoàn Lao động chỗ này là làm sao để thành phố có cái chính sách để hỗ trợ cho cái người chủ nhà trọ, người ta sửa chữa cái nhà trọ cho nó đàng hoàng hơn. Trước ý kiến của các nữ cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tổ thư ký tiếp tục tập hợp các ý kiến của các cử tri nữ công nhân viên chức lao động tại các điểm cầu gửi về để báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải có văn bản trả lời đầy đủ các kiến nghị, các vấn đề cử tri nữ công nhân viên chức lao động thành phố đặt ra tại buổi tiếp xúc cử tri. Nhằm ghi nhận những đóng góp của các anh chị đoàn viên công đoàn và người lao động dân tộc thiểu số đến Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 6 nói riêng, vào chiều ngày 24 tháng 4, Liên đoàn Lao động quận 6 tổ chức chương trình tuyên dương công nhân viên chức và người lao động dân tộc thiểu số vượt khó tiêu biểu năm 2022 và ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số. Đến tham dự có đồng chí Ngô Thị Thủy, Phó trưởng ban nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Kim Thủy, Phó trưởng ban dân vận quận ủy quận 6, đồng chí Phạm Văn Phố, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6 và đồng chí Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6. Liên đoàn Lao động quận 6 hiện có 624 công nhân viên chức người lao động dân tộc thiểu số đang làm việc tại đây.
Ngày hôm nay thì Liên đoàn Lao động quận cũng tuyên dương 55 gương công nhân viên chức lao động dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Các anh chị này gắn bó với lại hoạt động của cơ quan đơn vị là trên 8 năm. Các anh chị mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của cơ quan đơn vị, có những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong quá trình hoạt động lao động sản xuất trên địa bàn quận. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 6 đã thành lập tổ dư luận xã hội công nhân viên chức người lao động dân tộc thiểu số, tuyên dương 55 gương công nhân viên chức lao động vượt khó tiêu biểu, tặng 39 phần quà cho công nhân viên chức người lao động dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trao 5 giải thưởng hội thi nấu ăn với chủ đề món ăn các dân tộc thiểu số. Sáng 23 tháng 4 vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức chương trình Ngày hội vì sức khỏe người lao động Tổng Công ty Bến Thành. Ngay từ sáng sớm, hơn 200 đoàn viên công đoàn, người lao động Tổng Công ty Bến Thành được các bác sĩ đến từ Bệnh viện quận Bình Thạnh khám tầm soát, đo các chỉ số về đường huyết, loãng xương, dinh dưỡng và tham dự chuyên đề chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 do các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất trình bày. Tại ngày hội, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại Thiên Ngọc An để cung cấp các sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và người lao động mua sắm tại siêu thị Hạnh Phúc. Tất cả những người lao động của mình đều được hưởng chương trình ký phúc lợi. Còn đối với lại chương trình khám sức khỏe đó, người lao động khi đến đây thì sẽ được khám trực tiếp. Ngoài ra thì họ cũng sẽ được tư vấn những cái gói khám tại những cái bệnh viện uy tín trong thành phố. Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã tặng 70 phần quà, 500.000 đồng một phần cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và trao giải hội thi video clip thể dục Phụ nữ Bến Thành Group khỏe đẹp. Sau khi vận động và nhận được sự đồng thuận từ phía người lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn và thành lập nghiệp đoàn, vào sáng ngày 24 tháng 4 vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 8 đã tổ chức lễ ra mắt nghiệp đoàn giúp việc gia đình phường 16 quận 8. Đồng chí Trương Công Hồ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 8 đã trao quyết định thành lập nghiệp đoàn giúp việc gia đình phường 16 quận 8 với 28 đoàn viên cho đồng chí Lê Võ Cẩm Loan, Chủ tịch nghiệp đoàn. Trên địa bàn quận 8 chúng tôi thì đã có tổng cộng là 3 nghiệp đoàn, đó là nghiệp đoàn xe công nghệ cao và nghiệp đoàn giúp việc nhà ở phường 6 và nghiệp đoàn giáo viên mầm non. Và hôm nay là cái nghiệp đoàn thứ tư được thành lập tại trên địa bàn phường 16, cũng xuất phát từ nhu cầu là cái người lao động giúp việc trên địa bàn 16 rất là nhiều. Và hiện nay thì qua thời gian đại dịch Covid diễn ra thì những người lao động tự do không có cái tổ chức để sinh hoạt, nhưng qua cái nghiệp đoàn này thì người ta tham gia tổ chức và có được cái sự giúp đỡ. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 8 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư Tươi Mát đã tổ chức điểm phúc lợi đoàn viên lưu động tại sân ký túc xá Trường Đại học Sài Gòn để phục vụ đoàn viên công đoàn người lao động đến mua sắm các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu với giá ưu đãi từ 5% đến 30% so với thị trường. Mỗi người đến mua sắm được ban tổ chức tặng phiếu mua hàng trị giá 120.000 đồng. Sáng 26 tháng 4, Liên đoàn Lao động quận 7 tổ chức khai mạc điểm phúc lợi đoàn viên tại Nhà văn hóa Lao động quận. Đây là một phần trong chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn được ký kết giữa Liên đoàn Lao động quận 7 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư Tươi Mát. Sau khi khai mạc, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Đầu tư Tươi Mát trao tặng 2.000 phiếu quà tặng mua hàng, mỗi phiếu trị giá 20.000 đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động đến tham quan mua sắm. Ngoài cái điểm phúc lợi cố định tại đây thì trong thời gian tới sẽ có những điểm lưu động đến với các cái doanh nghiệp hỗ trợ phần giá từ 5 đến 30% so với thị trường, sẽ đưa các sản phẩm này đến các cái tổ nhà trọ tự quản để các bạn công nhân có thể tiếp cận thông qua các cái chủ nhà trọ để cho công nhân tiếp cận những sản phẩm phúc lợi tốt nhất. Điểm phúc lợi đoàn viên sẽ bán hàng giảm giá từ 5 đến 30% tùy theo nhãn hàng cho đoàn viên công đoàn, người lao động từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 7 trao quà cho 50 đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn.
năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm an toàn thích ứng, hoạt động tháng công nhân của các cấp công đoàn thành phố Hồ Chí Minh là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, vận động công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 14 với biên tập viên Minh Quang. Thưa quý vị, Minh Quang đã có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và sáng nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022, hơn 700 đoàn viên công đoàn, tình nguyện viên đã cùng tham gia lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 14 và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mời quý vị sẽ cùng theo chân Minh Quang đến với lễ khai mạc và các hoạt động diễn ra trong ngày hội cán bộ đoàn viên công đoàn tình nguyện tiêu biểu chào mừng tháng công nhân quý vị nhé. Lễ khai mạc tháng công nhân diễn ra với nhiều nội dung, triển lãm ảnh kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, giai cấp công nhân phát huy truyền thống yêu nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và dấu ấn tình nguyện viên. Tuyên dương 50 cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày hội cán bộ, đoàn viên công đoàn tình nguyện tiêu biểu, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, ngày hội công nhân, phiên chợ, nghĩa tình. Hôm nay được tham gia cái khai mạc ngày hội tháng công nhân thì tôi rất là vui mừng vì đã từ 2 năm rồi thì không khí của thành phố mình mới có được như ngày hôm nay à. Thì qua những cái ngày tháng mà gian khổ mà khó khăn á thì cả anh em chúng tôi thì mới có được ngày vui như thế này, cho nên là tâm trạng của chúng tôi khi đến tham dự ngày hội rất là vui và háo hức ạ. Thì hôm nay dự cái tháng công nhân thì mình rất là nhiều cảm xúc, mình cảm rất bồi hồi và cảm xúc nhất là trong giai đoạn mà khi mà tuyên dương 50 bạn á tình nguyện viên, bởi vì mình cũng là tình nguyện viên và mình sống lại những giai đoạn đó và cảm thấy rằng là các bạn quá đối tự hào về các bạn. Thực sự là cảm xúc nhiều lắm, rất là vui. Mà chương trình ngày hôm nay tổ chức rất hay, ngắn gọn nhưng mà xúc động và làm cho mọi người thì nghĩ là ấn tượng rất là nhiều. Hưởng ứng khai mạc tháng công nhân, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn May Thêu Hà Giang thuộc Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cũng đã tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ 14. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận đã trao tặng 37 phần quà cho các công nhân bị tai nạn lao động, trao 120 triệu đồng hỗ trợ 2 căn nhà mấy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tặng 440 phiếu mua hàng chương trình Doanh nghiệp cảm ơn người lao động, tặng 1.000 hộp vitamin E chương trình Vì sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, tại nhà văn hóa lao động quận Tân Bình, công đoàn quận tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên, trao 150 phần quà tặng công nhân bị tai nạn lao động, tiếp nhận 13 sổ tiết kiệm, phát hành 1.000 phiếu mua hàng. Công đoàn quận Bình Thạnh trao tặng 10 chiếc xe đạp điện Voice, tặng 81 sổ tiết kiệm cho công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, tặng 118 sổ tiết kiệm, 500 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động và đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 9.000 phiếu quà tặng, hỗ trợ hơn 3.000 phiếu mua hàng, tổng giá trị chăm lo của các đơn vị ước tính gần 2 tỷ đồng. Trong mùa dịch vừa qua thì nhiều công ty, đơn vị xí nghiệp cũng như ủy ban dân phường thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì bản thân em mà khi được công đoàn phường triển khai về công đoàn viên khó khăn mà để nhận xe đạp điện thì em cảm thấy rất là vui và em cảm thấy rất vinh dự khi mà mình là người để được nhận cái phần thưởng này, món quà này. Nó sẽ động viên và khích lệ tinh thần của em rất là nhiều trong cái giai đoạn mùa dịch này. Thì em cảm ơn Liên đoàn Lao động quận cũng như là công đoàn phường đã luôn quan tâm và hỗ trợ khích lệ cho các công đoàn viên khó khăn như tụi em. Hoạt động tháng công nhân diễn ra từ nay đến hết tháng 5. Sau lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục triển khai chương trình giờ thứ 9, tổ chức hội thi tuyên truyền viên chủ đề Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh năng động sáng tạo vì người lao động, triển khai phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hội thảo các giải pháp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sơ kết giai đoạn 1 chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 và tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo cấp thành phố. Qua nhiều lần tổ chức, hoạt động tháng công nhân đã không ngừng được đầu tư, đổi mới, bổ sung, nâng chất qua từng năm với nhiều nội dung ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công dân Công đoàn phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.